Ok, bắt đầu nào anh em. Chào mừng các bạn với lại channel mình. Mình hỏi mình đây. Và hôm nay tôi được chơi tới bài hát Zombie Warfare nha các bạn. Thì trong lần trước hôm đã gặp em vài con zombie mới và trong đó con zombie rất nguy hiểm bạn. Đây, coi đây bạn, con zombie xanh lè, xanh lét đi nè bạn. Nó rất là nhanh và đúng là không gì hãy ngăn chặn nó mỗi khi chạm mục tiêu các bạn. Nhưng mà bạn đừng lo, tại vì không những có những con zombie mới là mới là cái mới không đâu bạn. Mình cũng mua những con mới nè. Hãy gặp Molin. Đúng vậy. Anh này kiểu như một võ sĩ đấm bốc hay sao các bạn. Nó hình như là không dùng cái gì hết. Và mà dùng tay các bạn. Nó hay đấm zombie hả? Nhìn nó hình như anh cầm dao phải, nhưng mà nghĩ nên cầm không đấm. Tại cho em trên, tại mình đã từng xem con này trên YouTube bị. Thấy nó đấm zombie chứ không phải dùng dao. Chắc đây chỉ là thấy đứng thôi. Như vậy. Vì sao thì các bạn, đây là thằng Merlin. Nó cũng y chang như là cái thằng cầm sẻ này mới vỡ cho nè bạn đó. Nhưng mà thằng này phải nói là nhanh hơn nhiều và đánh rất là nhanh nữa bạn đó. Thì lý do mà nó đánh nhanh đó nha bạn, thì tất nhiên khả năng mà nó có được những cú chí mạng phải nói là cao luôn bạn, rất là nhiều luôn đó, tại đánh nhanh mà. Thì thằng này cũng khá là mạnh và cũng khá là mắc nữa bạn, 200 mốt nữa bạn đó. Nên là hy vọng mình đá thì mua đó bạn. Thì mình đã nâng nó lên là cấp 3 bạn, tại mới mua mà nó sẽ còn khá yếu, mình phải nâng cấp thôi. Anh nâng cấp lên cấp 3, định nâng cấp lên cấp 4 cơ thì nghĩ là cấp 3 được rồi bạn. Tại muốn để dành tiền mua con tiếp theo là cái con này bạn. Đó. Con này là một sniper nha bạn. Con bắn súng nhắm. Nó bắn rất xa luôn. Đó. Khá là hay hôm nào. Ok. Mình đang định mua con Kalos cơ, nhưng mà bạn nhìn nè. Đó. Mình sắp sẽ có thêm một con nữa rồi bạn. Đây là con Gunslinger ấy bạn. Con này thì nó cũng y chang như là con Kalos đó bạn. Đây, tí điều là con Kalos cầm cầm hai cây Uzi đó. Con này giờ cầm cây MP5 phải. Đó. Nhưng mà giống như là, nhưng mà cái chính là hai con này ấy bạn. Nó cầm những vũ khí mà phải nói là súng trường đó. Nên là nghĩ cũng khá là giống nhau, nên là nghĩ là mình sẽ đợi đến khi nào có được con Gunslinger luôn hay gì mà mua con Kalos nha bạn đó. Nên giờ mình sẽ tập trung mua con này đi đó, sniper, tại em bắn từ xa nên đã sẽ đứng ở gần xe mình hơn nếu mà bắn zombie nhé, nên nó sẽ bảo vệ xe mình cũng tốt. Ở đây mình sẽ lượng tiền mua con nữa là con Glen nha bạn. Con này có khả năng là hồi sinh cho đi chết, nhưng mà đánh cũng bị, nhưng mà đánh yếu lắm, mạnh máu yếu lắm, máu giấy lắm, nên là nghĩ không đánh đâu. Đành mua con này nữa này, con nó hay né lựu đạn nhưng mà thấy nó nguy hiểm quá, mình không muốn mua. Tại thì đã lén lựu đạn sẽ khá là tiện lợi cho lúc đầu game nha các bạn. Đó, lúc đầu game văng cho con này ra ném lựu đạn bớt vào cái nhân bị không tốt á, nhưng mà khi mà con này chết mạnh nó cầm nổ chính nó luôn đó. Nổ cái đùng, lỡ như cái con này đi gần nó chắc chết luôn quá. Không, mình đã không mua này hay rồi đó, mình sẽ để dành tiền mua này các bạn đó. Ok, dù sao các bạn, mọi người nhớ cái màn này không? À không, nhưng mà 45 phải, mà 45 nè. Ở trong tập trước đó, cái mà nãy nha bạn, mình được 2 sao tại vì có mấy con zombie màu xanh nha bạn. Con nó đúng là nhanh thiệt luôn bạn. Nhanh quá đỡ không nổi. Đây là được 2 sao thôi, nhưng mà bạn đừng lo. Bạn nhìn thấy gì đó. Mình đã chơi lại nó được 3 sao luôn. Mình đã tìm ra được cách để chặn lại con zombie màu xanh đó nè bạn. Đó chính là sử dụng cái thùng huyền thoại. Đó, cái thùng huyền thoại. Thì phải nói cái thùng này nó lợi hại mình nghĩ hư bạn. Tại mấy con mà zombie màu xanh đó bạn, như với chúng mình đọc vào nó đó, nó tại không chỉ ngăn cản nó khi mở chọn mục tiêu lúc nào, thật ra cái thứ hãy ngăn cản nó chính là cái vụ nó chọn mục tiêu á, thì cái mục tiêu nó chọn luôn luôn là như thằng gần nó nhất đó, chứ không phải là chọn thằng đằng sau rồi là thằng sau là bay xuyên qua thằng đằng trước đâu nha, không, thằng này gần nó nhất là đâm trúng đó rồi nè. Trong khi đó thường nhắm đến mấy những thứ mà có máu với các bạn đấy, có máu mà không phải là zombie, nói chung là những thứ mà của tay mình đó đó, nên mình nghĩ nên là mình đã dùng cái thùng này mình đặt trước mặt nó và nó tự nhiên mà nó tự tiện nó bay vô thùng nó luôn, không vì lý do hết tự bay vô luôn đó và nó tự hạ với nó đó, đúng là cái thùng huyền thoại bạn. Thì giờ ta sẽ trở trở lại sử dụng cái thùng này thay vì cái máy bơm nước nhé bạn, cái bơm nước là để sau đi bạn, bây giờ chưa cần đâu, giờ đến thùng đi bạn, để mà chặn lại mấy con zombie xanh lè đét và bạn. Mình sẽ gọi mấy con zombie đó là zombie flash nha bạn, tại nó chạy rất là nhanh luôn, zombie flash. Ok, thì sao thì mình đã đủ sao qua một bàn mới nè bạn, vị trí 5, vị trí chỉ mới vị trí 5, nhưng mà mình muốn chơi xong vị trí 3, vị trí 4 nữa, để sẽ để đây đi bạn, mình không bỏ lỡ cái gì hết. Đó. Ok.
Dù sao vị ta cũng chưa hoàn thành trong vị trí 3 nữa, nên là ta sẽ tiếp tục chơi đó nha bạn. Ok, hãy bắt đầu nào. Bạn muốn sống, mình sẽ cho bạn thấy được sự lợi hại của con Merlin. Bác sĩ nó bảo what, Medic hả? Trang bị bác sĩ sao? Con này có thể wow, con này như kiểu nhờ tăng giáp cho trang bị các bạn, nó tăng thêm một thanh máu nữa. Wow, ok, nguy hiểm đó, phải giết con này chứ bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Đó, đó. Như bạn thấy đánh rất là nhanh luôn bạn. Đó, chơi hết đến nhà đó. Tất nhiên, nó chỉ mấy con zombie nhỏ thôi, nên là cũng chơi gì đâu. Mấy con zombie to chắc là không đánh lại. Đó, như bạn thấy, nó đá đánh bằng tay phải. Đó, con này đúng là một võ sĩ luôn bạn. Nó không cầm vũ khí đâu, nhìn thấy chai tay cầm dao ra đó là tay nó nha bạn, tay nó là thủ thế á. Ồ, có hero mới nè, gì đây, lính hả? Chỉ là một cây nhân viên bình thường vậy thôi sao? Những nhân trời ơi, thằng mình hết hồn cái gì á. Cây nhân viên nó xuất thân từ hàng Malin. Ồ, đúng rồi, vậy là hàng Malin là lính hứa bạn, để cho nhân viên tên lính mà. Trong đó nhân viên đó là như là tăng giáp và hồi máu nữa bạn. Wow, ok, hỏi tìm cách tiêu diệt cái con Medic tới ngay. Ném phục rồi bạn, không sao, mình tiêu hư đó rồi, đẩy dưới xong được con zombie rồi, tăng máu zombie rồi. Yeah, mọi zombie này cũng biết giúp nhau đấy chứ. Mình cứ tưởng mọi zombie thường là nó chỉ không ăn thịt đồng loại thôi chứ, nó không ăn thịt đồng loại nhau chứ. Ai nhẹ cũng biết đúc nhẹ, ai nhẹ cũng biết giúp nhau nữa bạn. Được lắm. Tự dây. Ok. Đó, như bạn thấy à, Mali nhìn ti là nhìn thấy y chang với con cầm sẻn đầu tiên mà mình có được luôn. Như gái cũng mời lại hại hơn rất là nhiều thêm nào. Ta rất là nhanh, bà đam chí mã nó phải nói rất là nhiều luôn bạn. Ok, nó quay lại đây. Để kiếm được chút tiền nha bạn, để mà mua con tiếp theo nữa. Những như mình đã nói, ta sẽ bớt nâng cấp nhân vật đi, mà thay vào đó ta sẽ mua những con mới các bạn. Nhưng mà chống lại những con zombie mới, như bạn thấy zombie hay có những con mới lắm. Tuy là từng mã nó không mạnh lên mà, nhưng mà hay có những con mới lắm. Những gì mới bớt phải mạnh hơn cũ rồi. Gì đây, 49 hả? 46 rồi, mới 47 đâu. Ok, 47 đây nè bạn. Ok, tiếp tục nào. Gì đây? Wow, mát rồi hả? Chúng ta nên đi đâu đây? Nơi mà đi đến nơi mà họ đã bất cứ nơi nào chữ nơi mà họ đã bỏ chúng ta. Bây giờ là kế hoạch chả ít gì nữa. Ok, mấy bọn này phải là cướp với bạn. Mình đã nhìn thấy từng nhìn nó trong một cái cutscene nữa bạn. Cái cutscene đó mình chơi mà off như là không có quay với bạn. Ok. Thì trong cái cutscene đó thì như là nó nói mấy thằng đó, mấy thằng nhà khoa học với bạn bị mấy thằng bộ đội bỏ lại. Không biết tại sao. Nhưng mà cũng tội nghiệp. Ok, đó. Này đánh cái vậy luôn. Cả bà nhân viên chả để ý nữa. Ok, trong lúc đó để cho cái bọn này ra để phụ bọn đó. Để mở đường cho những thằng khác. Đó. Đặt cái này ở đây nè, để đề phòng cái con màu xanh kia nó bay vô. Trong này có quýt thứ bạn, không cần dòng bi nữ đâu, phải dành dựa đâu. Ok, để mấy con medic gì các bạn, mấy con dòng bi đó hay họ mỏi cho dòng bi phải giết mấy con đó trước. Ok, từ tuyệt vời. Ok. Ok, anh em dễ hết mà. Gà nữa kìa. Ok, phụ nó phá nhà lẹ nào. Yeah. Đơn giản cho đời thanh thản. Ok. Không biết bả nào
Nhưng mà mình nghĩ là mình đang theo chân bọn nhà khoa học phải. Dù gì mình bị không biết sau này có gặp lại bọn mấy thằng khoa học đó không. Nhưng mà nếu có gặp lại mình có muốn biết nó sẽ đi đâu, sẽ đưa mình đến đâu các bạn. Gì đây? Mình thấy mấy món đồ cho mượn quán cà phê. Ok. Ok, mình phải giết 45.000 zombie. Mình đang làm đây. Ok. Mình cho nên mình lấy được cái thuốc đúng không? Cái bán được không? Mấy cái. Ba cái mới bán bớt một cái mà đây là chờ là hai cái thôi. Ok. Nghe đường thấy. Ok, tớ sẵn xíu nữa bạn. Hay thử thách nè. Hay. Mình sẽ làm nó khi nằm rảnh nữa bạn. Giờ phải tập trung vào nhiệm vụ chính. Bốn mấy rồi, bốn bảy rồi, bốn tám nè các bạn. Ok. Không biết mấy thằng nhà khoa học nó đi đâu. Ok, thêm cái zombie này nữa bạn. Ok. Nhà nãy hình là nãy nó nổ nên là không phải chọn. Thì thử sửa bớt cái này đi. Ok, cho đó hay nổ, định thể đi tìm mà chết thảm được mà. Nhưng bình tĩnh chứ đã, để cho vài đứa hy sinh đi. Đó. Ok, để cho này. Ôi chết ba. Ơi. Hên, hên. Ok, lấy thùng chặn lại ngay. Đó, nó nổ. Kinh khủng. Ok. Không sao. Để đặt thủng đây. Phải chặn lại với con chạy kia. Ok. Thằng cảnh sát mình đang bị độc. Tại thì phải giết thằng đó sớm thôi. Ok, vậy đến cả ông tài phu mình cũng bị. Không có tin được. Ok, cái đây tình trạng đang bi. Ok. Ôi, quýt. Cẩn thận. Đúng rồi. Tốt, tốt, tốt. Ok. Để lên, phá nhà đi. Lên, ra nữa kìa. Lẹ, lẹ, lẹ. Ok. Bây giờ làm gì phải nhanh lên các bạn. Tại vì mà nếu như mình không nhanh lên á sẽ xuất hiện mấy con zombie đằng sau. Mấy con đội quân zombie đằng sau các bạn. Và bây giờ mấy con đó phải nói là chỉ ghim một súng trường, bộ súng máy thôi cũng chơi hại nó đâu. Nhanh lên. Bây giờ tốc độ quan trọng nhất các bạn. Phải mua những con nào mà nhanh nhất. Mấy ngày sau mình hãy nhanh được rồi. Nhưng mà sẽ mua những con mà nó tầm bắn tốt nhất. Đó, nói chung vậy. Ok. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Wow. Suốt mấy tập luôn mới hoàn thành cái nhiệm vụ với bạn. Ok. Nhiệm vụ đó cho mình ca máy nè. Tuyệt vời. Ok. Tiếp tập bằng 49 nào. Em coi coi gì mới nữa không. Vẫn là mấy con mấy đích thứ bạn. Mấy con zombie hồi hồi mẫu cho những con zombie khác. Ok. Đó, đặt rất mạnh. Đúng rồi. Trời ơi. Thầm nhưng vẫn chưa đúng mạnh. Ok, cho này ra xử luôn còn mặc giáp đi bạn. Nhanh lên. Không tin được. Thôi, ngày đại súng gì. Tặng cái thùng nè. Đó. Tặng đi con. Ok. Trời. Thêm 200 medic nữa bạn. Ok. Bắt đầu ghét mọi bác sĩ đi nở nha. Cứ hồi máu cho tim mình không. Lắm, tặng này chúng ta tặng bay với thùng này. Đó, từ nội chính mình đi nha. Hey, hey. Hey. Mấy bọn zombie bác sĩ này cũng khá ngu chứ mình. Khá yếu nữa. Nên là cũng chơi gì đâu. Cái câu mà làm mình sợ nhất bây giờ mình mới chỉ đấy, con màu xanh cơ bạn, những con bị xanh dương đó. Ok.
Ok, tập nhà đi. Yeah. Ok, tiếp tục nào. Cả nhiều tóc. Ôi chết, còn bác sĩ là gái kìa. Ok. Yeah. Dạ dạ, ba mà này. Ok, nhưng mà đừng có vội mừng. Sau này sẽ khó lên, sẽ khó lại đó. Ok. Ok, để xem một màn dễ chơi nữa bạn. Và chúng ta càng ngày càng tới gần con này hơn. Gần sinh vô. Hình như đó là bảo vệ. Boss mà 51 hả? Ờ, tệ thì cho tôi boss 50 chứ. 50, nếu mà 50 hôm nay có một trận đấu hay ho các bạn. À, thôi, 51 chắc để sau đi bạn. Giờ đến mà 50, cuối cùng video. Tại vì mình sắp hết xăng rồi các bạn. Mình muốn đến là này lắm, nhưng mà sắp hết xăng rồi. Sắp hết thời gian nữa. Ok, 50 thôi nhé. Vậy. Cái này cha máu với con mập được nè. Để mình xem coi. Những con mập những cái một máu à. Nên nghĩ là nó tăng tiền mà 2-3 máu chả con mập sao. Gánh chị. Anh tặng có nhiều thùng mày, hy vọng nó làm được. Ok. Yeah boy, mặt nữa. Tụt đây. Lên, phụ cái này khác đi. Đúng rồi, hên quá. Ok, để phụ ra đẩy lên nè. Cái mặt này, tiếng hồi máu coi. Trời ơi. Dưới được cái mày đích. Trời ơi. Trời ơi. Thấy cái bác sĩ. Ok. Má ơi. Yeah, đã gì được vài con mập. Nhưng mà bọn bác sĩ muốn đang hồi máu của nó. Bởi đây rất là khó khăn các bạn. Anh đặt rất nhiều thùng. Để mình hát gửi được không đi. Đúng rồi. Ok, tất cả những con nhân viên bác sĩ đã xong. Để cái bọn mọc thôi. Nở ở đau. Nhưng mà vẫn chưa xin nhai với ông Tiều Phu đâu. Ông ta vẫn đang tiến lên. Yeah. Ok. Đúng rồi. Tới lắm. Nhanh lên. Nếu khi mỗi bác sĩ ra là hồi máu cho bọn zombie nữa. Tuyệt vời. Yeah. Ok. Tập này cũng vui đấy. Chơi vụ hơi dễ các bạn. Ừ, chưa thấy mình nào thực sự khó như mấy mà hôm qua như mấy mà trong tập trước hả bạn. À, đập chơi có thêm mấy con zombie màu xanh kia nữa cho mấy đó mấy mà trong tập này đã không có mấy con đó. Ok. Nhưng sao đó bạn. Mà trong sao mà 10 mà khó nhất phải có mấy màn dễ, 5 màn dễ chứ. Thì sao vậy? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nhớ like, subscribe, ấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Các bạn đừng quên chia sẻ video này nếu bạn thích nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.